Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thành Hạo đã có một trận đại chiến với một tên chuẩn tiên đế đầu tiên. Sau khi hắn đặt chân gần về phía vùng đất trung cực ở cuối hạ giới, người này tên là Thượng Đế, quyết một trận chiến sinh tử thì cuối cùng Thành Hạo vẫn giành chiến thắng. Tuy vậy vẫn không thể nào hoàn toàn giết chết một vị chuẩn tiên đế được. Ngay sau đó lại có thêm một chuẩn tiên đế khác xuất hiện, hắn chính là Hồng Đế. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Hồng Đế, người tới rồi à? Người tóc xám lên tiếng nhìn về phía bóng hình cao lớn đội mũ kim quang kia, sinh linh này được gọi là Hồng Đế. Hồng Đế với khí tím ngập trời, đứng ở trên con đường được xây dựng từ ký hiệu đại đạo nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Lúc con mắt chuyển động thì sông dài năm tháng hiển hiện, khí tức của hắn quá là cường thịnh. Lúc khí thế lưu chuyển trong miệng mũi thì khiến cho vũ trụ biển sao rạn nứt, hắn tự như không thuộc về thế gian này. Nếu như lúc này xuất thế ở đây thì sẽ hủy diệt toàn bộ. Vừa mới ngủ cạn cổ mà thế gian này lại có thêm một vị đế giả à? Đáng tiếc, cũng không hiểu thiên cơ, khừ khừ cố chấp, chỉ có thể tiện hắn lên đường mà thôi. Hồng Đế con đường thế hơn nữa, cay nghiệt nhìn xuống Thành Hạo ở bên dưới. Thành Hạo khẽ thở dài, hắn biết vùng đất trung cực này làm sao sẽ đơn giản như thế chứ. Nếu như chỉ có mỗi một người tóc xám, chỉ dựa vào một mình Thượng Đế thì hắn có gì phải lo lắng chứ, cũng đều đánh bại cả rồi. Nhưng mà hiện giờ lại thêm một vị chuẩn tiên đế nữa, lại là một vị đế. Từ vạn cổ tới nay ở dị vật, ở giới hải chưa từng thấy qua một người, vậy mà nơi này lại có tới hai đại cường giả. Chẳng trách vị đế giả cuối cùng rời đi từ tiên vật của thời đại Đế Lạc cũng phải nuốt hận chết ở đây. Có hai đế giả xuất thủ thì chung quy lại khó mà địch nổi. Tới tầng thứ này đều là chuẩn tiên đế thì ai sẽ kém hơn ai chứ? Dù cho Thành Hạo cao hơn một bậc và đánh bại Thượng Đế, khiến cho cường giả tóc xám rạn nứt mi tâm, hắn cũng không thể xác nhận rằng bản thân mình cao hơn đối phương một đoạn được. Nếu như tiếp tục xuất thủ thì không biết sẽ hao tổn bao nhiêu tinh lực nữa đây. Sắc mặt của Thành Hạo nghiêm túc, chuẩn tiên đế đứng ngang hàng với hắn, mà đối diện lại có tới tận hai người, hắn có thể chiến thắng ư? Giẫm vào vết xe đổ, thân thể tàn phế của vị sinh linh vô danh từ thời đại Đế Lạc kia vẫn đang còn bốc cháy nơi kia. Tại sao phía bên kia giới hải nước sông không phạm nước giếng với phía bên này, lẽ ra phải hòa bình sống chung? Các ngươi đã siêu nhiên như vậy rồi thì vì sao phải gieo nên đại họa? Thành Hạo trầm giọng hỏi. Có luôn à, người hiểu hoàn toàn sai rồi. Chúng ta chỉ kêu gọi con dân của mình, người có duyên thì sẽ được tiếp đón tới đây mà thôi. Thường để nói, mái tóc xám rối tung, con ngươi vàng kim rực rỡ rạng ngời. Thành Hạo trừng mắt nhìn hắn. Kêu gọi con dân mà phải phát động náo loạn hắc ám ư, khiến cho biết bao nhiêu tu sĩ mất đi chân linh, ngay cả phàm dân cũng không hề buông tha, cuối cùng chỉ có thể tiến hóa thành sinh vật hắc ám. Sự giờ ngươi vẫn không hề hiểu mối quan hệ giữa thế gian này với phía bên kia giới hải. Hồng Đế lạnh lùng lên tiếng. Thế nhưng ngươi cũng không cần phải biết, hắn bổ sung, sắc ý ngập trời, một lòng muốn chu diệt Thành Hạo, diệt trừ hỏa lớn vừa mới xuất hiện từ vạn cổ tới nay. Trên đỉnh đầu của Thành Hạo xuất hiện ao pháp tắc, trong tay hắn lại chỉ có một thanh tiên ong ánh chói mắt, soi sáng vạn cổ, thời gian đều bị cắt lìa. Ngoài ra bên trên đỉnh đầu hắn còn có một chiếc cốt quan cùng với cốt trượng trắng như tuyết đang bồng bềnh và lan tỏa ra hà quang chuẩn thiên đế rực rỡ. Đây là hai cổ khí khởi nguyên từng sáng tạo ra tán sĩ cùng với tiến hóa ám giả của dị vật. Đây là tính vật của chúng ta, là pháp khí được luyện chế ra mang theo bản nguyên, có thể sáng tạo vạn vật, không ngờ lại bị ngươi đạt được. Xem ra ngươi cũng là một dị số không hề đơn giản. Hồng Đế lên tiếng, cả người mịt mờ khí tím, uy áp mênh mông càng ngày càng kinh khủng. Trong khi chớp mắt thì thiên địa rạn nứt, ngôi sao vũ trụ như muốn hóa thành bụi trần. Hắn lên tiếng thừa nhận đã tạo nên pháp khí khởi nguyên để ảnh hưởng tới phía bên kia giới hải. Sức mạnh của bản nguyên cũng không thể đồng hóa được ngươi, chung quy cũng xem như là biến số. Thượng Đế gật đầu đồng ý. Vũ Đế, còn không mau tới đây chết dị số này. Nhưng lúc này Hồng Đế lên tiếng, ánh tím cuồn cuộn ngàn tỷ dặm nhấn chìm toàn bộ thiên địa mênh mông. Sát khí của hắn cực thịnh, tựa hồ còn kinh khủng hơn cả một ít so với Thượng Đế tóc xám. Nơi sau nơi cổ cực trung cực còn có ánh sáng chói lóa chiếu rọi, thần thánh ống ánh rọi sáng vạn cổ, các lì dòng sông thời gian và đế uy hiện hiện. Quấy nhiễu tai trầm biên, một âm thanh trầm thấp chấn động càn khôn. Tiếp đó một sinh linh cái thế xuất hiện, một chiếc chiến xa cổ xưa cực kỳ rực rỡ ánh sáng, áp chế tứ cực thiên địa. Chiến xa ầm ầm được chín con cổ thú nhanh chóng kéo tới đây. Chín con cổ thú kia đều tản ra uy thế vô lượng, từng con đều vô cùng mạnh mẽ, lớp vảy chi chít, chúng tự nhiên là chân long, thế nhưng lại không phải, là chủng tộc chưa từng thấy qua. Chín con cổ thú đạp trên dòng sông năm tháng, kéo theo chiến xa tiên kim chín màu lao tới đây. Bên trên chiến xa có một luồng đế bùng phát rồi vừa ánh sáng thần thánh ngập tràn. Một vị đế giả đứng dậy nhìn về phương hướng này. Hắn có một cặp cánh thần thánh, cả người ngông cuồng và thánh khiết, tự như một vị trí cường giả hoàng mỹ. Cả người đều đã tiến hóa tới trạng thái hoàng mỹ nhất, một vị chuẩn tiên đế. Dù cho Thành Hạo cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, tình hình cực kỳ căng thẳng. Hắn làm sao chống đỡ đây? Đây không phải là tiên vật, không phải ở cửu thiên thập địa. Ngày xưa hắn từng là trí cường giả trong thiên địa, quét ngang chư vật, không hề có đối thủ trên thế gian. Sau khi tới đây thì gặp được chuẩn tiên đế đang ngang cấp với hắn, là một vài sinh linh đã quật khởi trong vô số kỷ nguyên trước, đều cao cao tại thượng. Có thể nói, bọn họ đều là những sinh linh cùng chủng loại với nhau, ba vị cường giả như vậy đồng thời đối đầu với hắn, vậy sao đối kháng được? Không phải là nhân vật chính vĩnh hằng bất diệt của thế giới này, mà ngươi chính là dị số của quỷ nghi này. Thế nhưng gặp phải ba sinh linh tương đồng như chúng ta, có thể làm gì chứ? Có thể nghịch thiên ư? Vũ Đế lên tiếng khá là lạnh lùng và cực kỳ bá đạo. Hắn đứng bên trên chiến xa và tay cầm một thanh đế mâu, lưỡi mâu đang nhỏ xuống máu tươi bắt mắt. Đó là huyết của chuẩn tiên đế và trường mâu này chỉ thẳng về phía của Thành Hạo. Còn người của Thành Hạo còn rút lại, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chuẩn tiên đế của thời đại Đế Lạc một mình vượt biển tới đây và đã bị ba đại cường giả này đánh giết, và máu của huyết trên lưỡi mâu kia là của hắn. Đế Lạc, đế cũng chết mà. Thành Hạo cảm khái, nếu như thời đại Đế Lạc cũng có chuẩn tiên đế bỏ mạng, vậy hiện giờ sẽ tới phiên hắn ư?
đại quyết chiến tới, tình huống còn gay go hơn cả tưởng tượng của hắn. Hắn đang đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử. Ta muốn biết những sinh linh đã từng bị các ngươi kêu gọi tới giờ này đang ở nơi nào. Thành Hạo không có ra tay ngay mà cố gắng trầm ổn hỏi han. Có người ngươi quan tâm mà, cường giả tóc xám thường để hỏi, tới từng thứ như bọn họ thì cũng không cần nhiều lời cũng biết được Thành Hạo quan tâm thứ gì rồi. Ừ, Thành Hạo gật đầu không hề che giấu gì cả, hắn muốn gặp lại những người đã từng kia. Đột nhiên thường để mở ra hư không và phương xa hiện lên một tòa cung điện to lớn, chính là một trong những cổ điện tiếp đón và có nối liền với lối ra của nhà giam u tối. Có thể thấy được vô số nhà giam từng nhà một hiện lên trong đường nối của cổ điện tiếp đón, bồng bềnh phía trên dòng sông thời gian và tràn ngập ra khí tức hắc ám nồng đậm. Tới hiện giờ, thần thức của Thành Hạo mạnh mẽ tới mức không cách nào tưởng tượng ra được, khủng khiếp tuyệt luân, chỉ trong chớp mắt thì có thể quét qua cả ngàn thị dặm trời cao. Dù cho chuyện đang xảy ra ở giới này thì cũng khó có thể che giấu hắn được ở ba lâu cả, mà hiện giờ hắn thực lực tìm kiếm, cảm ơn ký tức của cổ nhân nên tất nhiên có thể làm được. Tìm thấy rồi, hắn lại phát hiện ra, thần niệm mạnh mẽ của hắn mở ra một nhà giam và nơi đó có nguyên thần của một cô gái đang chập chờn sáng tối. Nàng hóa thành hình người, thân thể cao ráo thước tha kiên cường, trên khuôn mặt còn có chút mờ mịt, bị giam cầm trong hắc ám gần 200 vạn năm nên nàng đã lạc lối, không biết thân thể nơi nào, không biết mình là ai. Tỉnh lại nào. Thành Hạo hét lên một tiếng, đồng thời vận dụng pháp lực mạnh mẽ nhất bảo vệ nguyên thần của nàng, muốn kéo nàng về đây. Hỏa Linh Nhi thức tỉnh khi nàng nhìn thấy người kia nơi xa xa, tuy rằng vẫn đang trạng thái nguyên thần, thế nhưng vẫn có cảm giác lệ nóng tuôn trào, nàng khóc nhưng không thành tiếng được. Vậy mà nhìn thấy được, thật sự có thể nhìn thấy hắn lần nữa rồi. Thạch huynh, là huynh ư? Nàng khóc trên gương mặt ngập tràn vẻ thương cảm cùng với quyến luyến không gì sánh được. Nàng đưa tay ra chỉ sợ lại không thể nhìn thấy hắn lần nữa. Là ta tới đưa muội về nhà nè. Thành Hạo thân là cao chủ cấp chuẩn thiên đế, dù cho là tiên sơn có vợ trước mặt thì cũng không biến sắc, thế nhưng hiện giờ lại có cảm giác chua xót, đó là cảm tình thời niên thiếu đang quanh quẩn khắp người. Tới độ cao hiện tại của hắn, thế nhưng những tình nghĩa kia vẫn chưa hề mất đi, vẫn còn như trước. Nước mắt của Hỏa Linh Nhi giàn giụa, hoa dầu lửa nở rộ và đang đứng chờ năm này qua năm khác cũng không hề thấy hắn trở về, mãi cho tới một ngày thiên địa đại biến, tội châu bị một bàn tay lớn chụp đi. Hiện giờ nàng đã bị giam trong nhà giam u tối này bao nhiêu năm rồi, bản thân nàng đã lạc lối, ký ức mơ hồ, thế nhưng khi lần nữa tỉnh lại thì đã gặp được người kia. Ta nói rồi mà, dù cho muội không còn thì cũng sẽ đánh tan luân hồi để gặp muội lần nữa. Thành Hạo lớn tiếng nói, muội biết huynh nhất định sẽ tới mà. Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa khóc, nước mắt óng ánh lăn dài. Ta dẫn muội rời đi. Thành Hạo lên tiếng, người có thể mang người nào đi? Hồng Đế lạnh lùng lên tiếng, đều dẫn hết. Thành Hạo lớn tiếng nói, hắn đang tìm kiếm Mạnh Thiên Chính, muốn gặp vị trưởng bối tựa như ân sư này. Nhưng vào lúc này Hồng Đế xuất kích, một bàn tay lớn đầy vô tình và cay nghiệt đè ép tới Hỏa Linh Nhi, muốn tiêu diệt vết tích linh hồn của nàng. Cười dám, lông mày của Thành Hạo dựng thẳng, ánh mắt dữ tợn. Nhiều năm qua đi rốt cuộc cũng gặp lại Hỏa Linh Nhi, vậy mà Hồng Đế lại dám ra tay đánh giết, thì làm sao có thể khoan nhượng chứ? Hắn đã sớm chuẩn bị cả rồi, một chùm ánh đỏ lao ra, hắn dùng pháp lực bao quanh lấy Hỏa Linh Nhi rồi xé lách cổ điện, tiếp đón là nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Và lúc này Thường Đế cũng xuất thủ, mái tóc dài màu xám rối tung, cả người lao vút lên trời cao rồi quyền nện thẳng về phía Thành Hạo, thô bạo vô cùng. Chân thần của Thành Hạo đang tiếp ứng Hỏa Linh Nhi, hai tay vung mạnh triển khai các loại bí thuật chí cường, toàn thân đều phát sáng tựa như ngọn lửa bốc cháy khiến cho rất nhiều thiên thể của vực ngoại đều hóa thành bột mịn. Cũng trong lúc đó Vũ Đế cũng xuất thủ, hắn đứng trên chiến xa cổ xưa và cặp cánh thần sau lưng của hắn vỗ mạnh, cả người đều hóa thành làn khí lạnh. Đặc biệt thanh đế mâu trong tay của hắn đang nhọn xuống máu tươi kia chợt phát ra ánh sáng màu yêu diễm rồi đang về phía của Thành Hạo, xuyên thủng đà vũ trụ. Đám nhân vật này xuất kích chỉ cần một người cũng đủ để tiêu diệt một giới rồi, huống chi là cả ba đồng loạt săn bắt Thành Hạo, nơi đây càng thêm khủng khiếp hơn. Nơi đây nổ tung trời long đất lở, rất nhiều thiên thể của vực ngoại đều hóa thành khí, trở thành hư vô, hỗn độn mạnh liệt cuồn cuộn, dường như trở về lại với thời đại khai thiên tích địa vậy. Va chạm mạnh không ngừng, thân thể của Thành Hạo lão đảo ho ra một ngụm máu, gặp sự vây công của ba đại cường giả nên hắn vô cùng vất vả, sơ sẩy một cái là có thể sẽ bị giết ngay. Xung quanh hắn đã bị sức mạnh đế cấp cắt lìa nên đã việc tiến lên cực kỳ khó khăn. Tuy rằng hắn dùng pháp lực để bảo vệ lấy Hỏa Linh Nhi, thế nhưng không cách nào kéo về đây được. Quan trọng nhất chính là uy hiếp của Hồng Đế quá lớn. Hắn muốn giết chết Hỏa Linh Nhi, lợi dụng thời cơ hai vị chuẩn thiên đế kia ngăn cản Thành Hạo, thì hắn toàn lực tiêu diệt. Đây là một sự hiểu ngầm của ba đại cường giả, vì đã sớm hiểu ra được những chuyện này rồi, là muốn giết chết Hỏa Linh Nhi để dao động đạo tâm của Hoang, quấy nhiễu khiến cho tâm thần của hắn không yên. Có thể thấy được, dưới áp lực của bàn tay lớn của Hồng Đế thì hư không nát tan, tiên quang bảo vệ lấy Hỏa Linh Nhi đều chập chờn, có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Thành Hạo gào thét tựa như con dã thú đã bị thương rất gào, trong ao pháp tắc trên đỉnh đầu của hắn sôi trào và một thanh kiếm thai lao ra chém về phía trước. Thành Hạo liều mạng trong cơn điên loạn. Bên trong hào quang chói mắt thì Thành Hạo giết tới đánh văng Thượng Đế, đánh giết Hồng Đế, sau lưng thì lại ra sơ hở nên đã bị đế mâu của Vũ Đế đâm thủng bả vai, máu tươi đầm đìa. Đây chính là đế mâu, lực sát phạt ngập trời, xương bả vai của Thành Hạo lập tức nổ tung, máu tươi tứ tinh không, đại địa lún xuống, y thế của một mâu này không gì sánh được. Nhưng sau khi trả một cái giá như thế này thì Thành Hạo giết thẳng về tới rồi bất chợt đánh một trường tới Hồng Đế. Thành Hạo chặn đứng một đòn giết chết về phía Hỏa Linh Nhi kia, đã chặn đứng Hồng Đế, cả hai bên rung lên liên hồi, sức mạnh hồng hoang sụp sôi. Giao thủ như vậy đã lan tỏa ra sức mạnh ra ngoài vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng bên ngoài của cơ thể của Hỏa Linh Nhi rốt cuộc cũng mờ đi và gần như chia năm xẻ bảy. Đây là nguyên thần, nếu như vết tích này đã bị phá tan thì có ý nghĩa rằng nàng sẽ chết. Thành Hạo hét lên một tiếng chấn động cả cổ địa trung cực này, hắn liều mạng xuất thủ, lan tỏa vô tận sinh cơ, sáng tạo vạn vật để ngăn cản Hỏa Linh Nhi hướng về tử vong. Hoang, nhận lấy cái chết đi.
Thường Đế quát lên lần nữa giết tới, bàn tay của hắn phát sáng đánh thẳng về phía Thanh Hạo. Chỉ là một người phụ nữ mà ngươi cũng bỏ xuống không được, kết thúc nhất định sẽ rất là thê thảm. Hồng Đế lên tiếng, bàn tay của hắn càng ngày càng óng ánh bổ về phía Thanh Hạo. Về phía Vũ Đế thì chẳng hề nói gì cả, trực tiếp lấy ra đế mâu đâm thẳng tới. Ánh máu xé rách vũ trụ, lưỡi mâu không gì không xuyên thủng. Phụt, thân thể của Thanh Hạo rung lắc dữ dội. Mặc dù hắn lấy ra hàng loạt binh khí phòng ngự, thế nhưng dưới sự vây công của ba đại cao thủ thì hắn vẫn ứa đầy máu tươi nơi khóe miệng. Vừa nãy thật sự quá là nguy hiểm. Có thể hắn lướt sang ngang tách ra khỏi ba đại cao thủ, tuy rằng vết tích kia của Hỏa Linh Nhi đã chia 5 x 7, thế nhưng dưới bí thuật sáng tạo của hắn thì đã gây dựng lại. Thanh Hạo, Hỏa Linh Nhi rơi lệ hoảng sợ và nôn nóng. Tuy rằng lúc này chỉ giao chủ trong ngắn ngủi và chạm nhanh chóng, thế nhưng nàng lại biết trong thời gian ngắn ngủi đó Thanh Hạo đã gặp phải thử thách sinh tử. Vì cứu nàng nên đã liều mạng chém giết, mạnh mẽ đỡ lấy một đòn nghiêm trọng của địch thủ. Ví như xương bả vai bên trái của hắn vừa nãy đã nổ tung, bị lưỡi mau kia đâm thủng, bị pháp tắc của Vũ Đế xé rách rồi nổ tung. Chớ có liều mạng vì muội, huynh không được chết. Hỏa Linh Nhi nghẹn họng, giọng của cô vô cùng lo lắng. Nàng thậm chí còn muốn trở về nhà giam u tối, sợ sẽ trở thành gánh nặng của Thanh Hạo và ảnh hưởng tới cuộc đại chiến này. Trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ trời long đất lở, thứ được gọi là cổ điện tiếp đón, nhà giam u tối cũng không thể sẽ không tồn tại nữa. Huynh làm sao yên tâm để muội tiếp tục ở nơi đó chứ? Thanh Hạo âm thầm giải thích. Hoang, có chút bản lĩnh đó. Hồng Đế lên tiếng, thế nhưng sát ý cay nghiệt vẫn không giảm, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Thanh Hạo nhíu mày, hắn xuyên qua cổ điện tiếp đón để tra xét nhà giam u tối. Hồng tìm kiếm Mạnh Thiên Chính, đây là trưởng giả tự như ân sư của hắn nên nhất định phải cứu về. Có thể nói, nếu như không có Mạnh Thiên Chính thì sẽ không có Hoang Thiên Đế của hiện tại, lấy thân làm chủng quá là gian nan. Năm xưa chính Mạnh Thiên Chính đã giúp cho hắn, dẫn hắn rời đi và trả giá bằng lượng lớn tâm huyết. Rốt cuộc thì Thanh Hạo cũng tìm được và đang mạnh mẽ mở ra nhà giam này. Như hắn đã nói với Hỏa Linh Nhi, hôm nay nhất định sẽ là trời long đất lở. Hắn lo lắng nhà giam u tối sẽ bị đánh nát, sợ mất đi hoàn toàn vị cố nhân đã từng này. Lần này Thanh Hạo không chỉ mở ra một hai nhà giam u tối mà là mở ra cả một loạt, đều là những người đầy đáng thương bị nhốt ở bên trong. Trở về, Thanh Hạo hét lớn, hắn bảo vệ lấy Mạnh Thiên Chính cùng với một ít nguyên thần khác chém giết thẳng ra ngoài. Hồng Đế lần nữa xuất kích, một bàn tay to lớn bao phủ thiên địa, ngăn cản mỗi một động tác của Thanh Hạo, muốn tiêu diệt nguyên thần của Mạnh Thiên Chính. Hoàn toàn chính xác, đây là một hồi chém giết. Thanh Hạo muốn giúp đại trưởng lão nên bản thân của hắn không trả giá cực lớn thì không được. Bên trong tiên quang, bên dưới lưỡi mau đáng sợ, ở giữa ánh tím sục sôi thì hắn chém giết với ba đại trưởng tiên đế và rồi nguyên thần của đại trưởng lão đã vỡ vụn. Về phần chính, hắn thì trên người xuất hiện thêm vài lỗ máu, có trưởng ấn đầy đáng sợ cùng với lỗ quyền xuyên thủng cơ thể, thương thế cực kỳ gây rợn. Nên biết đây là một vết thương do trưởng tiên đế gây nên, cũng chỉ có thể đánh đổi cái giá như vậy thì Thanh Hạo mới bảo vệ được nguyên thần của đại trưởng lão và đưa tới bên cạnh mình. Thanh Hạo đứng ở nơi xa xa yên lặng chữa trị thương thế, huyết nhục hồi phục lại như cũ, thế nhưng pháp tắc trưởng tiên đế vẫn còn luẩn quẩn nên hắn đang từ từ hóa giải. Có quá nhiều điều kiêng dè trong lòng, như thế ngươi sẽ càng chết thảm hơn. Hồng Đế đánh giá thẳng, cho rằng có quá nhiều việc Thanh Hạo không thể bỏ xuống được, đã như vậy thì sẽ tặng ngươi một đại lễ vậy. Vũ Đế đứng ở trên chiến xa chứ chưa hề hạ xuống, bệ nghệ thiên hạ, một tay cầm đế mâu rồi vung mạnh nói, giết thẳng về tiên vật. Sau lời này thì phần cuối đại địa chợt xuất hiện đông đảo bóng hình, tiếp đó là chiến xa ầm ầm hiện ra một luồng nhân mã mang sức mạnh hắc ám ngập trời. Ánh mắt của Thanh Hạo trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn thấy được một luồng nhân mã kia, người dẫn quân chính là cao thủ cấp thiên vương, là một nhóm vương giả sa đọa. Đột nhiên thân thể của hắn cứng ngắc, còn người co rút khi nhìn thấy thân thể của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Người này mang theo khí hắc ám nồng đậm, uy thế bất phàm, tiên vương sa đọa. Đó chính là thân thể của Mạnh Thiên Chính, 200 vạn năm đã thành tựu vương vị sa đọa. Ngược lại Thanh Hạo cũng không quá giật mình với chuyện này. Năm đó sau khi cuộc chiến ở đế quan biên hoang kết thúc, thì đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đã thành tiên trong hoàn cảnh không thể thành tiên. Hơn nữa, Mạnh Thiên Chính cũng từng lấy thân làm chủng và chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn thành công. Thế gian mênh mông này cũng chỉ có Thanh Hạo cùng với hắn từng đi tới con đường này. Bên kia giới hải, hãy đưa con dân của chúng ta trở về, còn những loài khác thì cứ việc giết sạch, Vũ Đế nói. Đây là một thể loại sát phạt như thế nào vậy? Thanh Hạo chợt run rẩy toàn thân. Nếu như nhóm phương giả sa đọa này dẫn đầu giết sang phía bên kia giới hải thì sẽ là một tai nạn ngập trời. Rõ, những sinh linh này chỉ đáp lại một chữ, chỉnh tề như một, vang dội mạnh mẽ, khí sát phạt lập tức ngập trời chấn động cả khu cổ địa trung cực này. Ở nơi sâu trong vùng đất này không ngờ lại có đại quân nữa. Có sinh linh thổi lên kèn lệnh, cùng lúc này phụ cận giới hải chợt sóng biển ngập trời, ký hiệu đại đạo lan tỏa khắp tán về trong biển. Đó là tù và giao chuẩn tiên đế ban xuống, được thổi lên như vậy thì quả thật trời long đất lở. Luồng đại quân này chuẩn bị lên đường bước vào vùng đất hắc ám để vượt biển tiến sang bờ bên kia. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cần phải tốn mấy chục mấy trăm vạn năm gì cả, bởi vì trong giới hải còn có con đường xây dựng bởi cổ điện tiếp đón, có thể giáng lâm trực tiếp ở phía bên bờ kia của giới hải. Thanh Hạo cũng chưa có xuất thủ mà chỉ nhìn chằm chằm về trước. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy được người quen, còn người càng thêm lạnh lùng hơn. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, không ngờ cũng đang ở đây. 200 vạn năm trôi qua và hắn đã trở thành cao thủ cấp tiên vương. Với tu vi của người này thì Thanh Hạo cũng không giật mình gì, bởi vì năm xưa cũng chỉ mỗi một mình Vương Trường Sinh mới có thể hơn thua với Mạnh Thiên Chính. Hơn nữa hắn tự như không phải lạc lối mà lúc này chợt nở nụ cười với Thanh Hạo, rất là kỳ lạ, hoàn toàn nhận ra Thanh Hạo. Người nhớ ta à? Lời nói của Thanh Hạo rất lạnh, ánh mắt âm trầm. Tất nhiên, xưa này ta luôn là ta, chỉ là ngày xưa luyện công xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên đã rơi khỏi cổ điện tiếp đón. Nguyên thần xương cốt lại đều nằm rải rác ở biên hoang. Xương của Thần Hạo còn có của một trường sinh nữa, đều bị ta thua cả rồi, Vương Trường Sinh bổ sung.
mọi người đều đáng chết, Thành Hạo quát lên. Nhưng lúc này chợt xảy ra bất ngờ, Mạnh Thiên Chính đứng ở bên trong xin linh dẫn quân kia chợt xoay người, tay phải cầm lấy một thanh loan nguyện, nhận phát sinh ánh sáng chói mắt bổ mạnh tới. Vụt, đầu lâu của Vương Trường Sinh bị cắt lìa, nguyên thần bị xé rách. Đây là một biến cố, dù cho ba đại chuẩn tiên đế cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính sẽ ra tay như vậy, tại sao phải làm phản. Cũng trong lúc đó thì Thành Hạo chuyển động vọt thẳng tới, hắn sớm đã chuẩn bị tâm tư này rồi, bởi vì năm xưa dù cho Mạnh Thiên Chính đã rơi vào trong hắc ám thì vẫn ra tay cứu hắn. Khi Tàng Tiên mời một tên chân tiên truy sát thì hắn chính là Mạnh Thiên Chính hắc ám đã xuất thủ đánh gục tên chân tiên kia và kéo lấy thi thể ấy rời đi. Thế gian này có lời đồn rằng người rơi vào hắc ám thì hầu như đều sẽ bị lạc lối, thế nhưng cũng sẽ tồn tại là một chút bản năng, thậm chí là không ít ký ức cũ, đó là một phần nguyên thần còn lưu lại gây nên. Hiển nhiên đại trưởng lão thuộc về trường hợp như thế này. Phụt, Thành Hạo xuất kích một quyền đánh nổ tôn Vương Trường Sinh. Dù cho nguyên thần của tiên vương không dễ tiêu diệt, thế nhưng trước mặt của chuẩn tiên đế thì không đáng nhắc tới, hình thần đều diệt. Cũng trong lúc đó, thân thể của Mạnh Thiên Chính cũng được Thành Hạo bảo vệ bên cạnh. Sau đó cuộc chiến giả đã bùng phát, một mình Thành Hạo đại chiến với ba vị chuẩn tiên đế, khốc liệt vô cùng, đế huyết tung bay, vừa mới bắt đầu đã chém giết tới gay cấn tột độ. Trong cuộc đại chiến, ba đế cái nghiệp vô tình, dù cho chiến đấu có lại gần với đại quân ở nơi phương xa, cho dù là thủ hạ của mình thì bọn họ cũng chẳng hề để ý tới, vẫn xuất kích mãnh liệt như cũ. Vẻ mặt của bọn họ đại lạnh lùng, tựa như băng sơn không tan, cả vạn cổ không ngừng chẳng giết được Thành Hạo. Diệt trừ hỏa lớn có thể gây uy hiếp với bọn họ. Tiên vương xa đoạ thì xuất lĩnh nhân mã nhanh chóng rút lui, nhưng dù là như vậy thì cũng có một nhóm người hóa thành bữa ánh sáng, hình thường đều diệt, cơ bản không thể chống lại được. Trên thực tế, chỉ có một tí gợn sóng lan tràn tới và va chạm phải những người này nổ tung, hóa thành từng chùm mưa máu, hài cốt không còn, hình thường đều diệt. Chuẩn tiên đế cao cao tại thượng không thể ngang hàng, một đòn tùy ý cũng tạo thành lực sát thương không thể nào tưởng tượng được. Sắc mặt của Thạch Hạo đầy lạnh lùng, hắn nhìn thấy sự chênh lệch giữa bản thân với ba đế kia, hoặc có thể nói là quá khác nhau. Vì cứu Hỏa Linh Nhi cùng với Mạnh Thiên Chính, nên hắn đã không tiếc bị đế mâu đâm nát xương bả vai, bị nắm đấm của Hồng Đế xuyên thủng lồng ngực, trước sau thông suốt, bị chưởng ấn của Thương Đế đánh nát nửa thân trên, chia năm xẻ bảy, máu me khắp người. Mà ba đế lại lạnh lùng vô tình, có thể quên đi tất cả chứ không thèm để ý tới ngoại vật, không hề quý trọng thủ hạ. Ví như lúc nãy khi Thành Hạo giết chết Vương Trường Sinh thì đều thờ ơ, không hề động lòng gì cả, hoặc là dưới góc nhìn của bọn họ, bất quá cũng chỉ là một con sâu con kiến hơi chút xác suất mà thôi. Thành Hạo nghiêm nghị, loại sinh linh tuyệt tình đã mất đi gần sống tâm tình như vậy thì là loại đáng sợ nhất, dù cho giết tới điên cuồng thì cũng khó tìm ra được nhược điểm của bọn họ. Bất kể là Hỏa Linh Nhi hay là Mạnh Thiên Chính, trong mắt ba đế đều chẳng là thứ gì cả, chết hay sống không cần thiết, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh gục Thành Hạo. Chỉ có người trẻ tuổi đạt tới tầng thứ như bọn họ, không hề sợ ăn mòn hắc ám, đây chính là uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc, mặc cho người có bán nghiệp thiên thu, thiên kiều vạn cổ cũng không thể quay đầu lại được, phí hoài năm tháng, phai mờ thân thể đế giả của đời này. Âm thanh của Hồng Đế lạnh lùng, tựa như ma chú vậy, sau lưng của hắn là cổ quốc mênh mông, vô bờ, bất chợt hiện lên, cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Đó là một luồng khí thế và cũng như là thiên cờ tự trong cõi u minh đảo loạn càn khôn, biểu thị kết cục của Thành Hạo. Hồng Đế lời ra tức là pháp, vận dụng tự chú ngăn chặn Thành Hạo. Liên quan tới nguyên rủa thì bất kỳ ở nơi nào cũng đều xem là thần thông thần bí và quỷ dị, khó lòng phòng bị. Quả nhiên Thành Hạo cảm thấy khí thế bàn bạc vô địch của mình tựa như bị người xé rách, chém ra một vết thương và khí thế vô địch ấy đang bị tiết hết ra ngoài. Giết! Thường Đế gào thét, tóc xám rối bời, quyền ý lớn lao, bầu trời ép cho nát tan, vạn vật héo tàn, không có thứ gì có thể ngăn cản được quyền ấn vô địch của hắn. Trong lúc khí thế của Thành Hạo đang tiết ra ngoài thì hắn bắt đầu phát động công kích đầy điên cuồng, quyền ấn phát ra ánh sáng đánh vỡ chư thiên vạn cổ, nhìn thấy được vĩnh hằng, dòng sông năm tháng bị hắn đạp lên dưới chân, lúc này hắn trở nên vô địch điên cuồng. Thành Hạo lấy cứng chọi cứng, bản thân vốn cao hơn một bậc, thế nhưng hiện giờ lại có chút vất vả, cảm thấy cánh tay tơ rần, lão đảo bay ngược ra sau. Việc này khiến cho hắn trở nên cảnh giác hơn. Nguyên rủa của Hồng Đế quả thật quá kinh người, đã đưa tới tác dụng cho hắn, vô hình chung làm tiêu tán uy thế cái thế của hắn. Cùng lúc đó vụ đế giết tới, một thanh thần mâu óng ánh rọi sáng kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác, màu đỏ thẫm nơi lưỡi mâu dính máu phát ra ánh sáng xẹt qua kỷ nguyên chưa cổ. Đây mới thực sự là đại thế vô địch. Chiến mâu của Vũ Đế đã trở thành một phân thân của hắn, đánh đầu thắng đó, không có một ai có thể ngăn cản được con đường của nó, có thể phá diệt vạn cổ. Thành Hạo tránh né, nhưng cuối cùng cũng không thể dùng bàn tay đánh văng lưỡi mâu đi, bởi vì thanh mâu này đã quá chặt lấy hắn, không thể không đánh văng được. Ảo pháp trì cùng với tiên kim của hắn cũng đã được lấy ra và đối kháng với pháp trì chuẩn tiên đế của hai đế khác. Đây là một cuộc quyết đấu sinh tử. Phụt, bàn tay của Thành Hạo bị xé tan, lưỡi mâu cấp chuẩn tiên đế cắt ra một đường vết thương và máu tươi tuôn trào nhìn vào giật mình, vô cùng thê diễm. Máu chuẩn tiên đế tung bay hư không và nhuộm đỏ cả vùng thế gian này. Việc này đang báo động trước một kết cục đầy thê lương của hắn ư? Tên mở đường năm xưa kia, hắn cũng đã chết dưới lưỡi mâu này của ta, chung quy lại ngươi cũng sẽ đi theo gót chân của hắn mà thôi, Vũ Đế nói. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, cả người óng ánh, sau lưng là cặp cánh chim thần thánh hoàng mỹ. Hắn đứng sừng sững trên chiến xa toát lên vẻ cao cao tại thượng, là có ý vô địch vượt lên trên đời. Thế nhưng chiến mâu trong tay của hắn lại không hề tương xứng với dáng vẻ của hắn chút nào, quả là hung hãn. Lưỡi mâu màu máu tỏa ra ánh sáng yêu dị, tự như có thể nuốt chửng thần hồn của người nhìn. Nó phát ra ánh đỏ chói mắt cực kỳ, tự như là mặt trời màu máu giữa trời cao. Từng có một thời đại tên là Đế Lạc và có quan hệ với thanh mâu này, từng xuyên thủng mi tâm của chuẩn thiên đế ngày xưa kia, xoắn giết thần hồn của hắn và kết liễu tính mạng của hắn. Chiến mâu giết đế, bất kể là quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai, nó đều là một trong những binh khí hung hãn nhất thiên hạ.
Trận chiến này giết tới trời đất tối tăm, nhật nguyệt hủy diệt. Bọn họ chiến đấu trong hỗn độn và một đòn tùy ý chính là sinh cùng diệt cùng một giới, không thể suy đoán được. Thành Hạo gào thét, hắn gặp phải một trận chiến gian nan nhất trong cuộc đời. Ba sinh linh không hề thua kém đang liều mạng với hắn như thế. Chiến đấu tới cùng, đây là tử kiếp. Chiến tới một bước này thì dù cho hắn có thân thể bất diệt thì vết thương cũng đầy rẫy cả người. Pháp tắc đại đạo của chủ tiên đế không hề dễ dàng tiêu diệt như vậy. Ví như thương đế tóc xám, với một đao bổ thẳng trên lưng của hắn, vết thương rất là đáng sợ, có thể nhìn thấy được xương trắng héo, thấy rõ cả ngũ tạng lục phủ. Đây là một đao xé rách từ phía sau lưng của hắn. Bởi vì nó mang theo pháp tắc của cấp chuẩn thiên đế, ngăn cản sự khép lại của thân thể bất diệt này. Trong những hiệp đấu tiếp theo thì đế huyết của Thành Hạo dâng trào, dáng vẻ thê thảm khướt người. Hoang, sự dễ dụ của ngươi đều phí công mà thôi, nhất định sẽ phải chết, trở thành một chùm đạo hỏa, thường thế quát lên. Hồng thế xuất kích, hắn không chỉ tinh thông nguyệt rủa mà sức chiến đấu tự thân của mình mạnh tới dọa người. Khí tím mịt mờ, mạng lớn hỗn độn đều hóa thành mẫu tử kim ngân tụ trước người của hắn. Hồng đế với khí thế vô song, mang theo làn khí tím cao quý không gì tả nổi, cả người nhảy lên mật cực đỉnh của chuẩn tiên đế rồi giết thẳng về phía Thành Hạo. Đây chính là sự thuận lợi của việc săn giết, ba đế đều có thể đầy đủ thời gian để chuẩn bị sát chiêu. Trong biển hỗn độn này, chưởng tay của Hồng Đế vỗ xuống và ngàn tỷ biển hỗn độn chấn động. Vô hình chung còn có một bàn tay lớn màu tím được ngưng tụ thành ra và hiện ra nơi đây. Đó là do hỗn độn hóa thành và nung nấu làm một thể với cánh tay kia của Hồng Đế. Đây không phải là một đòn tùy ý, mà là sát chiêu cái thế của hắn. Vừa nãy Hồng Đế không ngừng kết pháp ấn, khai thiên tích địa. Đây là sức mạnh nguyên thủy nhất, khủng khiếp vô biên. Hắn ngưng tụ loại sức mạnh khai thiên này cùng với một chỗ và hiện giờ đang bộc phát ra, mở thiên địa trong hỗn độn để đánh giết Thạch Hạo. Đáng tiếc cho Tiểu Thạch, cuộc khởi từ thời đại thiếu niên, một đường dũng mãnh tiến về trước. Trên con đường tu luyện có thể được xưng tụng là kỳ tài tuyệt diễm, ngạo thị hết thảy thiên tài trong cổ kim. Nhưng hôm nay hắn đang bị vây công, bị kích cho không gần thối lui và miệng ho ra đầy máu. Sức mạnh khai thiên cuồn cuộn, đây chính là một đòn mà Hồng Đế đã chuẩn bị đã lâu. Thành Hạo bị đánh tới mức không đứng thẳng lên được người, thân thể sạn nứt nhiều chỗ, máu tươi không ngừng chảy xuống nơi khóe miệng. Đáng sợ nhất chính là pháp tắc khai thiên đã in khắc sâu vào trong thân thể ấy, khiến cho hắn gặp phải đau khổ sinh tử. Thành Hạo ngửa mặt lên trời rít gào, mái tóc dính đầy máu tươi tung bay. Hắn đốt cháy chân huyết, đẩy sức mạnh của bản thân về phía đỉnh cao nhất. Quyền ý bất diệt, ý chí bất khuất khiến cho hắn trở nên kiên cường vô cùng. Dù cho sắp sửa ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, thì hắn vẫn không ngừng chém giết, không hề khuất phục và cúi đầu. Cũng không phải hắn không bằng người, mà là cả ba đế cùng xuất kích, thì ai có thể chống đỡ nổi chứ? Cơ bản không thể ngăn được, bởi vì bọn họ đã là những sinh linh thân thiết với nhau, chỉ có được vài chuyện thiên đế đã cuộc khởi trong ngàn tỷ năm trở lại đây. Vậy ai sẽ kém hơn ai chứ? Bọn họ vốn là cường giả đứng ngang hàng nhau, hiện giờ ba đế cùng nhau giết một người, loại y thế này lớn hơn thì ai có thể hóa giải? Thành Hạo với mái tóc bù xù, máu me be bét, hắn muốn triển khai tha hóa tự tại đại pháp, chỉ là loại huyết pháp này muốn thành công thì điều kiện cực kỳ hà khắc, cần phải có người thích hợp để phỏng theo. Trước mắt đúng là có thật, ba đại đế giả đang ở trước mắt, thế nhưng có thể được hay không? Sau khi hắn ngưng tụ ra, vậy sẽ giúp cho người nào đây? Nhưng mà Thành Hạo đã cuồng điên nên vẫn cứ tiến hành thử nghiệm. Hắn hóa tự tại đại pháp, hắn muốn hóa ra thương đế, hồng đế, vũ đế, bóng mờ mơ hồ và dần dần hiện hiện. Chỉ là ba đại chuẩn thiên đế có pháp lực ngập trời, thần uy cái thế, ai có thể sánh vai chứ? Chỉ vừa mới phát hiện ra manh mối thì liền đồng thời trấn áp. Mấy bóng hình kim mơ hồ rồi diệt vong ngay tại chỗ, pháp môn này không triển khai được, đã bị áp chế, đã bị vô hiệu. Hết thảy những bí cảnh lớn của Thành Hạo đều phát sáng, đặc biệt là nơi phủ tạng lại có tiếng tụng kinh truyền ra. Ba luồng thanh khí hiển hiện vọt ra và hóa thành ba vị chiến giả, một người tự như sống ở quá khứ không dính vào đương đại quả, một người tự như sống trong tương lai triển khai diệu thuật chư thiên cộng hưởng cùng với năm tháng, còn có một người thì sừng sững ở đương đại. Cả ba dần dần dung hợp với Thành Hạo và khiến cho hắn mạnh mẽ không gì sánh được. Vẫn không thể thay đổi được kết cục đầy thê lương của ngươi đâu, Hồng Đế lạnh lẽo nói. Cơ thể của bọn họ phát sáng, từng người đều có pháp thân phân hóa ra để thảo phạt săn bắt chiến thể lao ra từ thể nội của Thành Hạo. Chiến xa của Vũ Đế đã bị Thành Hạo chém giết trở nên điên cuồng đánh bay. Chín con cổ thú đều nổ tung chết thảm ngay tại chỗ. Trước kia cả người Vũ Đế đều phát sáng, phù văn cấp chuẩn thiên đế của hắn hộ thể, thế nhưng cũng bao phủ lấy chiến xa cùng với cổ thú, khiến cho chúng vàng phát bất xâm. Ấy vậy lúc này đều bị phá tan. Thành Hạo giết tới đỏ cả mắt, linh cảm thấy ngày hôm nay lành ít dễ nhiều. Hắn đã phải đổ máu tới cùng. Vũ Đế cực kỳ mạnh mẽ, cặp cánh chim vỗ mạnh đánh sụp hỗn độn, đánh đầu thắng đó. Dưới sự phối hợp với hai người khác thì hắn muốn giam cầm lấy Thành Hạo. Ba đế cùng phát sáng khiến cho thân hình của Thành Hạo trở nên căng cứng, hành động không còn nhanh chóng như trước kia nữa. Xoẹt, một vệt sóng máu phọt lên, bởi vì chiến mâu giết đế mang thêm một luồng máu huyết từ vị trí bụng của Thành Hạo ra ngoài. Nó xuyên thủng và cắt lìa nơi đó. Đại chiến cấp chuẩn thiên đế, pháp tắc vô biên, vết thương này của Thành Hạo dưới thời khó mà khép lại được, đã bị pháp tắc của Vũ Đế ngăn chặn nên trong quá trình đại chiến ruột gan gần như lòi ra ngoài. Thời khắc này pháp tắc đang dệt giam cầm nơi này lại, và Hoang đã bị vây nhốt ở trung tâm, thần thông cái thế, một thần sắp sửa không thể thi triển ra được nữa, ba đế cùng áp chế hắn. Đời này không có ai có thể giúp hắn được. Trước nay hắn từng huy hoàng, hắn từng nhìn xuống thiên hạ, thế nhưng hôm nay hắn muốn kết thúc rồi. Cả thế gian mênh mông này không người nào có thể giúp hắn được vượt cả, không một ai có thể kề vai chiến đấu với hắn cả, chỉ có một mình hắn lẻ loi vượt qua giới hải tới đây và rồi gặp phải tình thế nguy cấp như hiện tại. Mái tóc của Thành Hạo xõa dài, máu đỏ sậm chảy xuống, hắn lảo đảo thế nhưng vẫn đang gồng gánh chiến đấu. Các người còn chưa lên đường hả? Còn chờ tới khi nào nữa? Vũ Đế lên tiếng, âm thanh của hắn thông qua biển hỗn độn vượt qua cả đại giới hắc ám và truyền tới cổ địa trung cực. Một đám cường giả sa đọa sau khi nghe hiệu lệnh thì hắn lần nữa thổi vang tù và chấn động cả giới hải. Bọn họ chuẩn bị lên đường.
cẩn thận một tí, chớ có hủy diệt những cổ địa kia, đó chính là vùng đất thai nghén của công dân Hắc Ám, không nên ra tay quá nặng, Vũ Đế hờ hững nói. Thành Hạo nghe vậy thì như muốn phát điên, tuy rằng đã sớm dự liệu được, thế nhưng hắn vẫn nổi giận đùng đùng, trước kia vẫn luôn có lời đồn như thế. Những cổ thú kia đang thai nghén ra sinh linh Hắc Ám cho phía bên này giới hải, chính miệng của chuẩn tiên đế xác thật đã khiến cho cơn tức giận của Thành Hạo lao vút tận trời xanh. Đại quân Hắc Ám đã phát động, khi tù vừa lên thì giới hải rung chuyển, vô số phù văn đại đạo lan tràn hình thành nên bảo táp, cảnh tượng doan người. Thành Hạo nhíu chặt lông mày, hắn thử nghiệm xung kích để ngăn cản đại quân kia, thế nhưng hắn đã thất bại, ba đại chuẩn tiên đế cùng ra tay trấn áp hắn. Bản thân của hắn đang rơi vào trong sinh tử kiếp, rất có thể sẽ hoàn toàn bỏ mạng ở đây, hình thần trừ diệt. Đột nhiên nơi vị trí ngực của Thành Hạo xuất hiện dày đặc cốt văn ký hiệu đang dệt, đó chính là cốt văn trời sinh của hắn, là bảo thuật thứ ba đang lan tỏa. Giờ đó, tinh lực của hắn trở nên cuồn cuộn, pháp lực sôi trào, tốc độ cũng lập tức tăng vọt. Hắn lần lượt mất đi hai khối chí tôn cốt, cũng chính vì vậy đã sinh ra một loại cốt văn mạnh mẽ hơn, hình thành nên một loại bí thuật vô đề kỳ dị. Loại phù văn này có thể gia trì pháp lực tốc độ của hắn, giúp cho sức chiến đấu của hắn tăng mạnh không ngừng chồng chất. Hiện giờ Thành Hạo bùng phát dùng loại cốt văn này để gia trì bản thân, sau đó bùng nổ thoát ra khỏi màn ánh sáng của ba đại đế giả, từ đó thoát vây ra khỏi sự trấn áp của ba người, tăng lên pháp lực trong nháy mắt, chồng chất gấp vài lần, chục lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Dù thế vẫn khó có thể vô địch được, chúng ta cũng có thể như vậy, vả lại còn có phương pháp để phá giải nữa kìa. Hồng Đế cười khẩy cũng chẳng hề e ngại gì cả. Trên thực tế, tới từng thứ như bọn họ thì mỗi người đều có pháp môn để chồng chất sức chiến đấu của bản thân, nếu không thì làm sao trở thành chuẩn thiên đế. Phàm là những pháp môn cái thế xuất hiện trong cổ sử thì bọn họ đều tinh thông cả. Quả nhiên, Hồng Đế, Thư Đế cũng có thủ đoạn tương tự. Lúc bọn họ lùi lại để tránh né phong mang của Thành Hạo thì sức chiến đấu của tự thân cũng tăng mạnh, khí tức bắt đầu trở nên đáng sợ. Đi thôi, bọn ngươi đi đi, tiếp đón con dân Hắc Ám về đây, kỷ nguyên sau nối tiếp kỷ nguyên trước, lại tới mùa thu hoạch rồi, Vũ Đế nói. Hắn dặn dò những người vượt biển tiến lên con đường được xây dựng bởi cổ điện tiếp đón, nhanh chóng vượt biển đi qua bờ phía bên kia. Nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn luôn tiết kiệm, chỉ đưa tới đây một lượng nhỏ tiến hóa ám giả, chưa từng hân sư động chúng như thế này. Tích lũy tới hiện giờ, tiên vương bên trong tiên vật, giới hại cũng không hề ít. Trong mắt của chuẩn tiên đế thì đã tới màu thu gặt, gần phải tiếp đón hết về đây. Tóc tai của Thành Hạo bù xù, vết máu loang lổ, vết thương vô số, hắn hét dài hóa ra pháp thể to lớn, sau đó khống chế các loại bí thuật bùng phát nơi đây, chém giết đầy khốc liệt, bịch. Cánh tay phải của Thành Hạo hóa thành chân long, tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời, triển khai bảo thuật chân long cái thế va chạm với thương đế. Một cánh tay khác của hắn thì lại hóa thành đầu lâu của phượng hoàng đỏ thắm, mỏ chim cứng chắc đỏ tươi như kim cương máu đâm thủng tất cả ngăn cản. Thành Hạo phát rồ, hai tay giao nhau long cùng phượng cùng bay múa cắn giết về trước. Hai cánh tay của hắn là một chân long, một là huyết hoàng đập cánh, hiện giờ giao nhau tựa như cái kéo long phượng không gì không xuyên thủng, kéo cắt sạch toàn bộ phù văn đại đạo. Xoẹt, động tác của thương đế chậm hơn một tí nên đã bị kéo long phượng quẹt trúng. Giáp trụ vỡ tan, ba cánh tay bị vỡ nát hình thành nên vết thương đáng sợ, lộ ra cả chân cốt đại đạo của hắn. Máu đen chảy xuống, sắc mặt của thương đế cực kỳ khó coi. Vũ Đế xuất thủ, chiến mau giết đế trong tay của hắn ngăn cản hòng kéo lại long phượng, lập tức đống lửa trói mắt không ngừng bùng phát. Trận chiến này của Thành Hạo quá là bất lợi, tới một bước này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh bỏ mạng, đang đọ sức với ba đại cao thủ. Cuối cùng hắn bay thẳng lên trời cao, xé rách biển hỗn độn và giết thẳng ra ngoài. Đầu tiên là oanh kích một vùng về phía bờ giới hải để ngăn chặn đám cường giả sao đại kia tiến lên. Sau đó hắn lần nữa trốn ra xa. Tốc độ của Thành Hạo cực kỳ nhanh, không phải hắn chạy về phía bên giới hải mà là thâm nhập phục địa, tiếp tục hướng thẳng về phía trường dọc theo con đường cũ. Đây cũng không phải là đường trở về mà là đường dẫn tới cổ địa trung cực. Chạy đi đâu? Ba đại đế giả truy sát phía sau. Bọn họ cũng không vội vàng gì cả, trước tiên là cắt đứt con đường tới phía bên kia của giới hải và rồi bắt đầu thông dòng truy sát. Thần sắc của Thành Hạo trở nên nghiêm túc, lần nữa đẩy nhanh tốc độ không ngừng biến hóa, tốc độ trong hư không, vì thế không tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi để bay vút về phương xa hơn. Người có thể trốn về đâu chứ? Hồng Đế cười khẩy. Hừ, đúng rồi, hắn đang tìm kiếm cơ hội để đưa hai người kia rời khỏi mình, như vậy mới đủ an toàn. Thương Đế lên tiếng, đoán ra được mục đích của Hoàng. Họa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính đang được Thành Hạo mang bên người, được hắn thu ở trong pháp khí không gian nên vô cùng không an toàn. Mỗi một lần va chạm với địch thủ thì Thành Hạo đều ứng đối rất cẩn thận. Va chạm giữa chuẩn thiên đế, hơi một tí là có thể hủy diệt vạn vật núi sông, dù cho thân thể của Thành Hạo cũng thi thoảng sẽ xuất hiện vết xé rách đầy đáng sợ. Hắn lo lắng việc bất cẩn rồi sẽ khiến cho hai vị cố nhân của mình mang theo chết thảm. Thành ra hắn vẫn luôn phân tâm, trước sau thủ thế chờ địch, hiện giờ hắn đang tìm cơ hội để đưa hai người này bỏ chạy. Khu vực này tả tơi khắp nơi, thi thoảng sẽ có cổ điện tiếp đón rơi rớt cùng với nhà giam ô tối nổ tung, đều là do cuộc đại chiến gây nên. Với Thành Hạo thì đây là một quá trình vô cùng gian khổ, hắn chưa bao giờ thảm hại như thế này. Trong cuộc đại chiến không ngừng chủ động lùi bước và bị người đuổi giết phía sau, rốt cuộc thì hắn cũng tìm được cơ hội. Trong vùng đất hỗn độn rối bời này còn có một khe hỗn độn lớn, đồng thời hắn đã bỏ lại khoảng cách đủ xa với ba đại cường giả thì lúc này mới ra tay. Trục xuất Vĩnh Hằng, hai người chờ ta trở lại nhé. Thành Hạo gầm nhẹ, nắm chặt nắm đấm. Hắn trục xuất Mạnh Thiên Chính cùng với Hỏa Linh Dây rời khỏi nơi này, sẽ rách hư không hỗn độn để cho bọn họ tiến vào một nơi không hề hay biết. Hơn nữa, địa điểm của hai người hoàn toàn khác biệt nhau, phân tách nguy hiểm. Thần quang dâng trào, hai người đều há miệng muốn nói rất nhiều thứ, thế nhưng Thành Hạo lại không thể nghe thấy được. Hắn quyết đoán thi pháp, như chính hắn cũng không cần phải đánh đổi cái giá lớn thì mới có thể phán đoán ra được hai người này sẽ đi về nơi nào. Trên người hắn có vết tích thần hồn của hai người là thứ mấu chốt để ngày sau tìm kiếm hai người.
Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi nhịn không được hét lớn, đồng thời không ngừng rơi lệ. Nàng liếc nhìn lần cuối người kia, không biết về sau sẽ có thể gặp lại nữa hay không. Mới gặp nhau nhưng giờ lại chia lìa, việc này khiến cho nàng ngập tràn đắng cay và bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào cả, bởi vì nàng biết Thạch Hạo đang đối diện với hiểm cảnh ra làm sao quá là gian nan. Ba đại chuẩn tiền đế đó, trong một vùng hư không khác thì Mạnh Thiên Chính lên tiếng, nguyên thần của hắn đã hợp nhất với thân thể, sức mạnh cấp tiên vương tăng vọt, thế nhưng cũng không có mất đi bình tĩnh và cũng chưa hề dí thẳng ra ngoài. Tuy rằng đây là người đệ tử mà hắn yêu thương nhất, còn thân thích hơn cả dòng dõi của hắn, thế nhưng hắn biết để Thành Hạo không lo toan mọi thứ thì tốt nhất vẫn nên trốn đi xa. Hai chùm ánh sáng chia ra bao vây lấy Hỏa Linh Nhi cùng với Mạnh Thiên Chính rồi xuyên thấu tất cả ngăn cản. Năm tháng tự nhiên bị xuyên thủng, bọn họ vượt qua trời cao vạn cổ rời đi. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi, tập sau sẽ càng hấp dẫn hơn nữa, các bạn cùng chờ đón nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.